phẫn nộ thanh niên đi nhận cơm từ thiện mà như đi cướp, giật 2-3 hộp mà không thèm nhường suất cho người già. Thời điểm dịch bệnh phức tạp, nhiều tấm lòng tốt bụng đã san sẻ với cộng đồng bằng những suất cơm từ thiện, mong phần nào giúp đỡ được người dân khó khăn nơi tâm dịch. Dù vậy, vẫn xuất hiện nhiều câu chuyện gây tranh cãi quanh việc phát và nhận cơm từ thiện khi ý thức của một số bà con bị cho là chưa chuẩn mực, như đoạn clip đang được dân tình chia sẻ dưới đây. Cụ thể, tại một địa điểm phát cơm từ thiện, khi người phụ nữ bê rổ cơm đã được phân thành từng suất đặt lên bàn, chuẩn bị phát, thì nhiều bà con quay đến xung quanh. Chỉ vài giây đầu thực hiện giãn cách, sau đó bà con ùa nhau kéo đến rồi tự tay lấy các phần cơm. Thậm chí một số người được phát cơm trước đó vẫn nấn ná dừng lại và lấy thêm vài suất nữa. Khi một người khác tại điểm phát cơm bê thêm một rổ cơm mới ra ngoài, chỉ vừa đặt lên bàn là bà con đã xúm nhau vào lấy hết và không giữ khoảng cách. Những rổ cơm sau lại tiếp tục tình trạng như thế. Xem hết đoạn clip dài 41 giây, dân mạng phát hiện có một cụ ông đến từ sớm nhưng không thể chen chân vào đám đông để lấy cơm. Đến cuối clip vẫn không có hộp cơm nào. Trong khi đó, thanh niên áo đen dù đã nhận được cơm nhưng vẫn đứng lại chen lấn với những người lớn tuổi để lấy thêm vài suất cơm. Hành động của thanh niên áo đen lập tức khiến cho nhiều người phẫn nộ. Ngoài việc lên án sự thiếu ý thức của nam thanh niên, nhiều người cho rằng điểm phát cơm từ thiện cũng nên đưa ra quy định đối với bà con đến nhận cơm, nhất là việc giữ khoảng cách, tránh tụ tập đông người ở thời điểm dịch bệnh phức tạp. Hiện tại, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, người dân nên tuân thủ chỉ thị 16 và quy tắc 5K để đảm bảo an toàn sức khỏe, chung tay cùng đẩy lùi dịch Covid-19. Bạn nghĩ sao về hành động của thanh niên này? Comment bên dưới cho chúng tôi biết nhé! Đừng quên đăng ký kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật tin tức xã hội mới nhất.